25 Ngày thứ 25 Thật à? Hãy nghe và nhắc lại. 真的吗? 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 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Gọi mình Đức là được. 叫我阿德就好。只会说一点儿。sau này 以后 một hai câu thôi 一两句而已 ừ, ok Quyết định vậy nhé. Họ, y yán với tỉnh. Người của nơi nào ở Trung Quốc? Trung Quốc nào cái địa phương của nhân? Trung Quốc nào cái địa phương của nhân? Từng nghe nói qua Quế Lâm. Nghe nói qua Quế Lâm. Quảng Tây. Quảng Xi. Trước đây chính là học đại học ở đó. Trước đây chính là học đại học ở đó.